nhang CBDM dạng khoanh mình về nè cả nhà ơi. Hàng này nó rất là lâu rồi, mình về số lượng ha. Một thùng như thế này là 120 ốp. Các bạn nào muốn lấy sỉ thì các bạn inbox cho mình nha. Còn cái này là trên đây rồi, mình sẽ bán giá rẻ cho các bạn sử dụng. Và bao bì nó sẽ có một số thay đổi như vậy nha, nên các bạn lưu ý giúp mình. Và bây giờ hiện tại là hàng này nó cũng đang rất là hot luôn á, nên là nó sẽ có hàng giả. Thì hàng nào nó hot cũng sẽ có hàng giả thôi, nên các bạn sẽ lưu ý là nó sẽ có. Mình hiện tại mình có một cái thấy có một mẫu ở Chợ Lớn, người ta lên hàng nhái ấy. Chỗ này nó hơi nhạt nhạt một chút nè đó. Và các bạn đốt nó, mũi nó sẽ không có rụng xuống, tại vì dòng này là dòng mũi rụng, tức là khi mà mình đốt lên mũi nó sẽ rụng xuống, nó bất tỉnh, sau đó mình đem mình gom mình đi tiêu hủy ha. Dòng này nó đuổi mũi rất là ok luôn, và nó thân thiện với lại môi trường và thân thiện với mọi người trong gia đình luôn. Mình có thể sử dụng kiến dán ruồi mũi nè cả nhà. Và một hộp như thế này thì nó sẽ là có 10 khoanh. Và một cái cây cắm như thế này ha. 10 khoanh và một cái cây cắm. Đây. Như vậy. Đó, tức là nó sẽ có 5 cái nhân đôi như vậy nha các bạn. Đó. 1 nè, 2 nè. 3 nè, 4 5. Và một cái cây này nữa, tức là 2 4 6 8 10 khoanh ha. Và loại này thì các bạn có thể sử dụng từ 2 tiếng rưỡi đến 4 tiếng, 2 tiếng rưỡi trong không gian hẹp và 4 tiếng trong không gian mở nha cả nhà. Và sử dụng dùng rất là ok luôn, nó đuổi mũi rất là, nói chung là nó rất là ổn. Và cái dòng này thì nó giống như là dạng CBDM cây vậy đó, nhưng mà nó là dạng khoanh. Thì các bạn muốn xài sử dụng cây hay khoanh đều được hết, và công dụng của nó cũng sẽ là làm cho mũi rụng rồi chúng ta đem đi tiêu hủy ha. Và hàng này là mình cam kết là chính hãng 100%, nó sử dụng không hiệu quả, cứ nháy giả bên mình hoàn tiền cho các bạn. Vì hàng này mình nhập trực tiếp từ công ty, người ta cam kết cho mình thì mình cam kết cho các bạn nha, chứ không phải mình nhập hàng trôi nổi, nên các bạn lưu ý yên tâm giúp mình. Và mình cũng nói luôn, hàng này có hàng nháy giả rất là nhiều nha, nên các bạn lưu ý và mua hàng chính hãng giúp shop nha.